Sử dụng kháng sinh cho bé như thế nào để bé không bị kháng thuốc, không bị tái đi tái lại và tháng nào cũng phải ốm và muốn ốm, chúng ta đều phải dùng thuốc cho con. Mỗi lần con ho, con sốt, con sổ mũi, các bạn thường lo lắng rằng bé có thể xuống phế quản, xuống phổi, rồi áp lực từ các thành viên khác trong gia đình. Nó ho như vậy, nó sổ mũi như vậy mà không dùng thuốc cho nó để nó nặng ra à? Và như vậy, chúng ta sẽ ra ngoài hiệu thuốc để chúng ta tự ý mua thuốc cho con. Chúng ta có thể mua kháng sinh, có thể có corticoid, có thể có thuốc co mạch, tức là thuốc khô mũi đấy. Thì khi chúng ta dùng như vậy, nó không có đúng và đó là lý do tại sao con bạn có sức đề kháng kém. Tại sao con bạn hay bị tái đi tái lại do các loại vi khuẩn nó kháng kháng sinh. Và video này, bác Đạt sẽ hướng dẫn bạn cách dùng kháng sinh sao cho đúng để con bạn ít bị kháng thuốc và ít bị ốm tái đi tái lại, từ đó bé khỏe mạnh hơn, bé ăn uống tốt hơn, tăng cân tốt hơn và sức đề kháng nó tốt hơn. Khi nào thì mới phải dùng kháng sinh? Đây là một vấn đề không phải là dễ, nhưng các bạn cần phải biết cái điều này. Trẻ em sốt, ho, sổ mũi thì chủ yếu khởi phát phần lớn là do virus, 70-80% là do virus. Thế thì cái dấu hiệu bé bị nhiễm virus là như thế nào? Nó sẽ ho, nó sẽ sốt. Ho ở đây nó thường là ho khan. Nó sốt cao và sốt liên tục. Bé có thể có sổ mũi trắng và nó sụt xịt. Đây là dấu hiệu do bé có thể bị nhiễm virus. Tuy nhiên, cái dấu hiệu này nó cũng tương tự với dấu hiệu của bé bị nhiễm vi khuẩn, cho nên rất khó để các bạn có thể phân biệt được. Thế thì, khi nào chúng ta cần cho con đi khám để biết rằng con bị bội nhiễm? Bé sốt liên tục trong vòng 24-48 giờ là phải cần đi khám ngay. Thứ hai là bé sụt xịt và miệng bé nó rất là hôi, bé nó mệt mỏi, nó li bì, miệng nó đỏ hỏn ra, mũi nó tanh, bỏ ăn. Khi đó có dấu hiệu là bé bị bội nhiễm thì bạn cũng cần phải cho con bạn đi khám. Và có những trường hợp như thế này, bé sốt 1-2 ngày, sau đó nó dừng lại, nó không sốt nữa, và 2-3 ngày sau nó lại sốt tiếp. Trong trường hợp như này thì rất nhiều khả năng bé cũng sẽ bị bội nhiễm và bạn cần phải cho con đi khám ngay. Đó là các cái trường hợp mà chúng ta cần phải đưa con đi khám. Cho nên cái việc sử dụng kháng sinh ở đây, bác muốn nói rằng chúng ta cần phải dùng theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc kháng sinh. Dùng như thế nào để con mình nhanh khỏi, không bị lạm dụng thuốc, không bị kháng thuốc? Khám, xét nghiệm máu là để tìm ra cái nguyên nhân nó gây viêm là do vi khuẩn hay virus. Và dùng loại thuốc gì, đây mới là khâu quyết định là bé có nhanh khỏi hay không. Thì video này bác Đạt đưa ra cái nguyên tắc 3 đúng để sử dụng kháng sinh mà bác Đạt cũng viết rất là kỹ trong cuốn sách Những đứa trẻ lớn lên không ốm này. Điều đầu tiên ở đây là các bạn phải dùng đúng chỉ định bác sĩ đã nhé. Bác sĩ kê thuốc nào thì phải dùng đúng như vậy. Và bác nhắc lại 3 cái nguyên tắc sử dụng kháng sinh như sau. 1 là dùng đúng thuốc. Đúng thuốc ở đây nó có 2 cái khía cạnh. Thứ nhất là đúng loại kháng sinh. Thứ hai là đúng chất lượng. Đúng kháng sinh là như nào các bạn? Ví dụ con bạn bị nhiễm vi khuẩn nội bào thì chúng ta phải dùng loại kháng sinh nội bào, tức là nó chui được vào trong tế bào để tiêu diệt. Thứ hai là đúng chất lượng. Đúng chất lượng là như thế nào các bạn? Cái chất lượng của thuốc ấy, nó được phản ánh bằng cái sự ổn định của thuốc. Ví dụ như này, thuốc Augmentin 250mg, bác Đạt ví dụ như vậy, hoạt chất của nó là amoxicillin và acid clovulic. Thuốc tốt thì sau hạn sử dụng của nó như là 5 năm thì cái hàm lượng hoạt chất nó vẫn còn 98-99%, tức là vẫn đảm bảo cái tác dụng điều trị. Còn thuốc kém chất lượng là sau 6 tháng 1 năm thì hàm lượng nó giảm xuống còn 70-80-90%, không đủ hàm lượng thuốc để tiêu diệt vi khuẩn. Chính vì vậy nó gây ra tình trạng kháng thuốc. Nguyên tắc thứ hai là dùng đủ liều.
Rất nhiều bạn uống thuốc, các bạn nghĩ rằng à, liệu có nặng quá hay không nhỉ? Uống như vậy sợ nó hại gan, hại thận không? Và các bạn tự ý giảm liều là không có được nhá. Dùng đúng liều bác sĩ chỉ định. Và khi mà được kê liều rồi, các bạn có thể tham khảo thêm liều trong cuốn sách Những đứa trẻ lớn lên không ốm như này, để các bạn đỡ quên nhá, để đỡ quên. Và thứ ba là dùng đủ thời gian. Cái phần này là nhiều bạn sẽ bị mắc nhất. Tại vì sao? Chúng ta cho con uống thuốc, mỗi lần uống là nó sẽ khóc rồi nó sẽ nôn, mình rất là sợ. Vậy mình dùng 2-3 ngày mà con mình nó đỡ sốt rồi là mình bỏ luôn. Hoặc là cái đơn thuốc đó nó có rất nhiều cái thuốc điều trị triệu chứng, như là chống viêm, như là alpha tray, như là corticoid, hay là thuốc khô mũi, hay là thuốc ức chế trung tâm ho. Uống 3-4 ngày là nó hết ho, mũi nó khô, mình nghĩ nó khỏi và mình không cho nó dùng nữa. Các bạn hãy nhớ rằng khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới khuyên rằng hãy dùng thuốc từ 7 cho đến 10 ngày. Và trong trường đặc biệt, bác sĩ có thể chỉ định từ 10 cho đến 14 ngày tùy trường hợp. Đó, ba nguyên tắc dùng thuốc đúng ở đây bác muốn chia sẻ với các bạn. Ở video này bác Đạt muốn nhắc lại các bạn rằng đây chỉ là video mang tính chất tham khảo. Chúng ta cần phải làm theo chỉ định của bác sĩ và đọc thêm các cái tài liệu, các sách để mình ghi nhớ thêm, để mình đỡ bị quên, để mình đỡ dùng sai. Tất cả hãy dùng theo chỉ định. Và nếu có bất kỳ vấn đề gì, bạn hãy quay lại phòng khám đó, hỏi lại bác sĩ rằng à, em làm như thế này, nó chưa cải thiện, bác có điều chỉnh gì không? Chúng ta phải liên hệ ngay với người kê đơn cho mình, với bác sĩ khám cho mình để điều trị cho dứt điểm, để con mình nhanh khỏi hơn, để không bị ốm. Nếu phần nào đó bạn còn chưa hiểu, hãy comment ở đây, bác Đạt sẽ trả lời các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bác Đạt. Trên kênh nó có khoảng 1.000 video. Đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà bác đã hỗ trợ cho hàng trăm ngàn bé, hàng triệu bé ở Việt Nam, để giúp bà mẹ nuôi con tăng cân tốt hơn, nhàn hơn, sức đề kháng tốt hơn và không lạm dụng kháng sinh. Quan trọng hơn, bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền nếu như nuôi con đúng. Xin chào các bạn và chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh.